người, lại là Hạnh đây. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc túi kẹp nách họa tiết ô vuông như thế này nha. Nói chung là mình không biết mô tả như thế nào. Chiếc túi này thì mình lấy form kẹp nách và mình thấy rất là ưng cái mẫu form này. Và cái chạt này thì mình tự mình chế biến cái phần đáy cũng như là cái phần các thể loại, cho nên là cũng rất là khó để mà tăng giảm size. Chính vì vậy mà mình nghĩ là mình sẽ chỉ có một cái size này thôi. Nó không phải là size rất là rộng, cũng không phải là rất là bé, nhưng mà mình thấy là kẹp nách mà cái size này cũng rất là vừa phải. Đó, mọi người sẽ thấy. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một số cái chi tiết này nha. Cái chi tiết này thì vừa có mắt xích này, vừa có họa tiết ô vuông này, và mình đính một cái nơ ở đây cũng rất là xinh. Còn bạn nào không thích, mọi người có thể bỏ ra hoặc là trang trí theo cái kiểu khác của mọi người nhá. Quan trọng là cái form túi và cái kiểu họa tiết mình thấy nó rất là ok, cho nên là mình muốn giới thiệu cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đo một chút về cái phần kích thước nhá. Thì đáy túi của mình nó là 32cm. Chiều cao của túi, tính cả đáy nhá, nó rơi vào khoảng 20cm. Thì với chiếc túi ngày hôm nay, như mình đã nói, nó sẽ gồm hai họa tiết. Thứ nhất là họa tiết ô vuông. Họa tiết ô vuông của mình hôm nay ở đây sẽ gồm có 4 cột như thế này. À, 4 dòng, 4 cái ô kép đơn và hai dòng. Thì ở đây mình sẽ sử dụng các loại nguyên liệu như sau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng len Yawoo nha mọi người. Len Yawoo là loại len có kích cỡ sợi khoảng 3mm. Và mình thấy cái len này sử dụng để làm túi cũng rất là ok. Chính vì vậy mà mình recommend mọi người loại này để làm túi nhá. Phần trong lòng túi nó cũng rất là rộng, tha hồ mà đựng các cái loại... Ví dụ như ở đây mình có một quyển sổ tay nhỏ như thế này, nó đựng cũng rất là thoải mái. A4 thì chắc chắn là không vừa rồi, tại vì A4 thì nó sẽ không được đẹp, cho nên là mình không làm size to. Mà mọi người sẽ thấy là ở đây là mình đựng một cái quyển A3 mà nó vẫn còn rộng như thế này, cho nên là mọi người có thể tha hồ để nhá, hoặc là để một cái iPad cũng được. Thì ở đây mình sẽ để cho mọi người một cái iPad vào nha. Đó, vừa một cái iPad luôn. Cho nên là mình hy vọng là mọi người sẽ rất là thích chiếc túi này. Cái này mọi người đi học cũng rất là xinh, nhưng mà mình sẽ chỉ mang sương sương một ít, một cái quyển vở hoặc là một cái gì nhỏ nhỏ thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu một chút về phần nguyên liệu nhé. Cái len ngày hôm nay mình sử dụng là len Yawoo và cỡ sợi là 3mm. Ở đây là màu 01 và màu này là màu 27, màu vàng và màu trắng kem. Nếu như mọi người thích các màu khác thì mọi người có thể phối hai màu giống nhau. Và với nguyên liệu ngày hôm nay và chiếc túi form to như thế này thì mọi người cần có cho mình 100g len này và 100g len này. Tức là mỗi màu sẽ cần một cuộn. Tổng cộng chiếc túi này sẽ gồm 200g nha, hai màu khác nhau. Nếu như mà mọi người muốn sử dụng các cái len sợi khác thì mọi người có thể thay, thì chiếc túi sẽ nhỏ hơn nhá. Tại vì cái cỡ sợi này là 3mm, mọi người có thể sử dụng mưu cô tông cũng được. Mưu cô tông thì cái cỡ sợi nó sẽ nhỏ đi. Thì mọi người mình nghĩ là cái lượng len thì có thể là nó sẽ phải dôi lên, mà mình cũng không rõ được, nhưng mà tối thiểu là mọi người phải có 100g nha mọi người. Cái cuộn này nó hơi bẩn tại vì mình đang ví dụ minh họa. Sau đó thì mọi người cứ nhớ là cần hai cuộn và hơn 100g là được nhá. Và cái cách giảm size đơn giản nhất là mọi người hãy sử dụng cái sợi len nhỏ hơn nhá, thì cái túi nó sẽ nhỏ đi đáng kể đó. Thì mọi người có thể đựng các cái loại nhỏ hơn sẽ vừa phải hơn. Nhưng mà các cái loại len mưu cô tông thì cái kích cỡ sợi nó sẽ hơi nhỏ và nhiều khi nó dễ bị giãn hơn so với Yawoo, cho nên là mình vẫn recommend mọi người sử dụng Yawoo hơn. Hoặc là mọi người có thể sử dụng sợi dệt hoặc simly, tất cả các loại sợi khác mọi người thích mọi người có thể sử dụng được nha. À, với cái len Yawoo thì mình sẽ sử dụng kim móc là 4.0mm. Còn nếu như mọi người sử dụng len mưu cô tông hoặc sợi dệt hoặc sợi nào khác bất kỳ thì mọi người hãy chọn một cái kim móc phù hợp với cái len mọi người dùng là ok. Tiếp theo mọi người cần có kéo, rồi thì kim khâu. Đó là toàn bộ các nguyên liệu thôi. Nếu mà thích thì mọi người có thể thêm ruy băng để buộc nơ, còn không thì không được, cũng được. Tại vì là thật ra cái họa tiết này nó cũng rất là xinh rồi. Rồi, tuy nhiên là mình thấy là nếu mà cho thêm nơ vào thì nó vẫn xinh hơn đấy mọi người. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ làm theo video của mình lần này nhá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào phần móc của chiếc túi ngày hôm nay nha. Trước hết thì mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt. Cái phần đầu len này của mình bị tưa cho nên là mình để nó xa. Mọi người móc lên cho mình 45 mũi bính.
Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện đến 45 mũi bính nha. Sau khi mà đã được 45 mũi bính thì đây sẽ là độ dài của phần đáy của mình nha mọi người. Bây giờ mọi người sẽ thực hiện bỏ qua chân đầu tiên, đâm vào chân số 2, móc một mũi nửa kép. Làm tương tự như vậy với các chân tiếp theo, được 2 chân. Chân số 3 và tiếp theo là chân số 4. Thì khi mà chân số 4 sắp xong thì mọi người sẽ dừng lại nhé. Tới đây, mọi người sẽ lấy màu len vàng ra cho mình. Và mình sẽ đổi màu để làm phần caro nha mọi người. Thường thì mình thích rút lõi len, nhưng mà hôm nay hình như có vẻ hơi xui. Nó đang bị rối rồi. Mọi người đợi mình một xíu nhé. Ok, tới đây mình đổi màu len lên nha. Và mọi người móc tiếp cho mình 4 mũi màu vàng. Các cái sợi bên cạnh thì mọi người sẽ kẹp nhé. 2 3 và 4. Thì nhớ là sau khi mà chân số 4 dừng thì mình sẽ lại đổi lên màu trắng đã. Thì cái phần ô nó sẽ như thế này. Và tiếp tục 1 2 3 và 4. Thì sau khi tới 4 thì mọi người lại dừng lại và lại đổi sang màu vàng. Thì đây đang là được một phần caro này. Và mình cứ lặp đi lặp lại, cứ vàng rồi lại trắng. Mình cũng sẽ có 1 2 3 và chân số 4 thì dừng lại, lại đổi thành màu trắng. Và như vậy thì mình sẽ có 11 cái họa tiết như vậy nhé. Ba và chân số 4 dừng lại, đổi thành màu vàng. Và làm như vậy cho tới chân mũi cuối cùng. Rồi, và như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái phần hàng đầu tiên, gồm có 11 cái họa tiết như thế này. Các màu nó sẽ so le nhau nhé. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ tăng chiều cao của đế. Mọi người sẽ móc tiếp một bính và xoay ngược lại. Thì bây giờ nó sẽ đang là ở mặt trái của sản phẩm nha mọi người. Thì với mặt trái này, mọi người móc cho mình cũng sẽ là màu trắng trước, cũng gồm 4 mũi. 1 2 3 và 4. Thì sau khi đến chân mũi số 4 thì mọi người sẽ đổi thành màu vàng. Và các bạn lưu ý là cái cọng len mình sẽ vứt vào phía bên trong nhé, tại vì bây giờ nó đang là mặt trái. Và mình sẽ lại tiếp tục móc 4, 1 2 3 và 4. Thì sau khi tới 4 thì mình sẽ lại đổi thành màu trắng. Và cái cọng màu vàng mình lại vắt vào bên trong. Và mình lại móc tiếp màu trắng 4 mũi. 1, thì tí nữa cái mặt trong nó sẽ không bị xấu á. Nếu mọi người để thò lò như thế này thì nó sẽ bị xấu. Thì mọi người bắt buộc nên là dùng một miếng lót, lót vải. Rồi,
và tiếp tục 4 mũi. Cứ nhớ mỗi một họa tiết thì sẽ gồm 4 mũi nửa kép. Sau khi đến mũi số 4 thì mình sẽ đổi màu. Nhưng mà nhớ nó đang là mặt trái cho nên là cái cọng dây mình phải đưa vào cái phía trên của mình đang móc đây này. Còn nếu mà nó là mặt phải thì mình phải đưa ra phía sau. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đây này. Cái mặt trước của nó sẽ rất là đẹp, nó không bị kiểu thò lò cái gì ra. Tức là đây là mặt phải. Còn cái mặt trong này thì nó xấu như thế nào cũng không sao, đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ móc nốt cho tới cuối nhé. Sang hàng sau thì mình sẽ thực hiện đổi màu. Đây này, mặt phải cho nên là mình sẽ phải mặt trái cho nên mình sẽ phải đẩy cái này vào đây. Giấu nó vào cái mặt xấu. Mặt đẹp thì mình không giấu. Gặp lại mọi người ở cuối nha. Đây là phần chân mũi cuối cùng của hàng số 2 nha mọi người. Thì tại chân mũi cuối cùng, tiếp theo hàng kia thì mình sẽ so le cho đến tới đây mình sẽ đổi màu vàng lên nhé. Móc lên một bính và xoay ngược lại. Đây sẽ là mặt phải của sản phẩm này. Thì mọi người thấy mặt phải nó rất là đẹp. Cũng đang có 11 cái ô. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Đó. Thì bây giờ tiếp theo là hàng 3. Thì với hàng 3 thì mình sẽ móc màu vàng trắng. Tức là nó lại ngược lại. Thì nó mới thành caro được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ móc đầu tiên là màu vàng. Thì mình sẽ có 4 mũi, đúng không? Bây giờ nó đang ở mặt phải. Thì cái mặt trái là cái mặt phía sau. Thì bây giờ mình phải giấu ra mặt trái nhé. Cứ nhớ là mặt trái nó ở đâu thì mình sẽ giấu ra đấy. Thì bây giờ mặt trái đằng sau thì mình sẽ giấu ra phía sau. Mình kẹp theo cái dây này. Mọi người móc 4 mũi nửa kép màu vàng. Cứ mỗi một cái hàng ô vuông thì nó sẽ gồm hai hàng như của mình. Thì đến cái ô số 4 thì mình sẽ lại đổi màu thành màu trắng. Đó, nó sẽ như này. Xong rồi, cái dây màu vàng thì mình lại kẹp theo. Mình đặt lên kim như thế này. Và mình móc 2 3 và 4. Thì đến đây lại đổi thành màu vàng. Đó, mọi người sẽ thấy đây này. Rồi lại lấy màu trắng lên. Rồi lại 4 mũi màu trắng. Sau khi xong 4 mũi màu trắng thì mình lại đổi thành màu vàng. Và lại 4 mũi màu vàng. Cứ như vậy cho tới chân mũi cuối cùng nha mọi người. Thì nó sẽ so le nhau các cái họa tiết caro. Tiếp theo đến hàng số 4 thì mình lại giống cái hàng số 2. Tức là cứ một cái hàng màu như thế này thì sẽ lặp lại hai lần. Thì nó sẽ được một cái cột ô vuông rất là đẹp. Đó nha mọi người. Tới đây là mình đã xong hàng số 3 nhà này mọi người. Thì sau khi xong hàng 3 thì màu tiếp theo vẫn là vàng trắng. Tức là giống như vậy cho nên là mình vẫn tiếp tục là màu vàng nha. Và mình sẽ xoay lại. Thì bây giờ xoay lại thì mặt trái nó đang ở phía trước. Thì bây giờ mình phải giấu len lên phía trước. Và đầu tiên mình móc 4 mũi vàng. Sau khi xong 4 mũi vàng thì đổi sang màu trắng. Và mọi người lại có 4 mũi trắng. Và lại đổi thành màu vàng. Đây là mặt trái nên nhìn nó không được đẹp bằng. Mặt phải thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nhé. Đây là mặt phải này mọi người. Và lại kẹp màu trắng và lại móc 4 mũi màu vàng.
Rồi ok, và bây giờ mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối chân hàng nhé. Số 4. Đây là sau khi tới cuối hàng số 4. Thì tới đây mọi người lưu ý là hàng số 5 cứ đến hàng lẻ thì mình sẽ đổi màu. Thì bây giờ mình sẽ phải đổi sang màu trắng. Móc lên một bính và xoay ngược lại. Thì đây đang là mặt phải của sản phẩm này mọi người. Thì với mặt phải của sản phẩm, mọi người sẽ thấy là nó đã được hai hàng ô vuông. Mỗi hàng ô vuông thì sẽ gồm hai hàng, tức là tổng cộng mình đã có 4 hàng. Bây giờ mình sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa như vậy. Tức là mình sẽ có tiếp theo là trắng vàng như vậy. Thì bây giờ tiếp theo mọi người sẽ có trắng vàng nhé. Trắng vàng. Thì cái hàng này là hàng số 5 thì mình sẽ lặp lại hàng số 1. Bây giờ mình đang lặp lại hàng 1 nha mọi người. Lặp lại hàng 1 cho tới cuối. Thông báo với mọi người đây đang là hàng số 5 thì mình lặp lại hàng 1. Tiếp theo là hàng 6 thì mình lại lặp lại hàng 2 nha mọi người. Hàng 2 là mình sẽ xoay ngược lại này. Và mình vẫn móc tiếp màu trắng màu vàng. Hàng 6 thì mình lặp lại hàng 2. Sau đó thì mọi người nhớ này, hàng 6 thì lặp lại hàng 2, hàng 7 thì lặp lại hàng 3, hàng 8 thì lại lặp lại hàng 4. Và sau khi mọi người xong thì mình sẽ gặp lại mọi người ở hàng 8 nhé. Cái cách đổi màu len và cái quá trình thì nó giống nhau thôi. Thì bây giờ mình sẽ móc nốt và gặp lại mọi người sau khi kết thúc hàng 8, tức là mình sẽ có 4 cái ô vuông nha. Sau khi mình móc xong hàng số 8 này, 2, 4, 6, 8 thì gần tới đây mình sẽ thực hiện móc như sau. Sắp xong cái đế rồi đó. Đây là xong cái đế. Mình cắt cái len màu trắng đi nhé mọi người. Mình chỉ để mỗi một cái sợi màu vàng thôi. Tới đây mình đang đến quá trình móc bao phần viền đã. Móc lên một bính nhé. Và xoay. Đây sẽ là mặt phải của sản phẩm này mọi người. Mình sẽ đo cho mọi người một chút về cái kích thước của đáy túi nha. Nó sẽ khoảng 8 cm. Trời, kích thước nó mờ quá, mình phải thay thôi. Và chiều dài là 31 cm. Thì đây là phần đáy túi nhé mọi người. Mình làm túi phong rộng ấy. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc viền cho chiếc túi này ngày hôm nay như sau. Mọi người sẽ móc như sau. Ở đây mọi người sẽ có 44 mũi đơn tương ứng. Mỗi một chân mũi mình tương ứng móc một mũi đơn nhé. Mình sẽ có 44 mũi đơn. Hết tới chân mũi cuối cùng là tới vị trí này nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ có cái sơ đồ mũi như sau. Đây là một cái đáy hình vuông đúng không? Thì mọi người sẽ có 44 mũi mình đang móc ở hướng này rồi. Và bây giờ mọi người sẽ thêm một mũi nữa vào vị trí góc này. Nhớ mũi tăng này nhé. Và bây giờ mình sẽ có 8 mũi ở cái hàng ngang này. Thì các cái mũi nó sẽ ở vị trí như sau. Mọi người cứ thấy mỗi một hàng này, giữa các hàng nó sẽ là một mũi. 1 mũi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, thì bây giờ mình sẽ móc vào vị trí đầu tiên là chỗ này. Chỗ này là chỗ nào? Thì nó là chỗ này. Vị trí này. Một mũi này. Tiếp theo này, tại đây. Hai. Mình đang không tính cái mũi ở góc đâu nhá, mình chỉ tính là hai mũi mình mới móc thêm thôi. Ba. Bốn. 5
6 7 và 8. Tức là ở chỗ này mình sẽ có 8 mũi. Bây giờ tại cái góc này, mọi người sẽ tăng thêm 1 mũi nữa vào vị trí đó. Cộng thêm, đây là tại cái chân mũi góc mình sẽ có 1 mũi ở đây rồi nhá. Nó chính là cái chỗ này rồi này. Bây giờ mình sẽ có 44 mũi tương ứng vào 44 vị trí này. Thì vị trí số 1 đầu tiên vẫn chính là cái chân mũi vừa rồi mọi người móc. Tức là có 2 mũi vào chung một cái chân đó. Sau đó đây mới là chân số 2 này. 1, 2 rồi này. 3 này. Và 4. Tiếp tục như vậy. Tới đây thì mọi người sẽ được 44 nhé. Tới đây là mình đã được 44 mũi. Thì mọi người sẽ chú ý là cái đáy này nó đang ở vị trí này. Thì bây giờ tại góc mọi người thêm 1 mũi nữa nhé. Ok. Và bây giờ tiếp theo mọi người sẽ có 8 mũi ở cái vị trí hàng ngang này. 1 2 3 4 5 6 7 và 8 mũi. Sau đó tại góc này mọi người móc thêm 1 mũi nữa cho mình và trượt vào chân mũi đầu tiên. Móc lên 1, 2 bính. Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái phần đáy của mình sẽ đang có số mũi như sau: 44, 44, 8, 8. Và thêm mỗi một góc này là 1 mũi nữa. Đó nha mọi người. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ bắt đầu vào phần thân túi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần thân túi kéo ở trên nhá. Tới đây để cho nó đỡ bị lệch thì mình sẽ cắt len đi đã. Mình cắt len đi đã. Tại vì là cái mũi giảm của mình nó đang bị lệch vị trí. Cho nên là mình cắt đi để cho dễ hướng dẫn mọi người nhé. Cái mũi giảm của mình sẽ là giảm cái chân này với lại chân này. Cho nên là mình sẽ phải móc mũi giảm ở cái vị trí này, sau cái chân trượt. Đáng ra là lúc nãy mình tăng luôn ở đầu cho nó nhanh. Bây giờ mình mới phát hiện ra. Hai bính này, sau đó mọi người giảm luôn nhé. Móc mũi cắt đơn này, giảm luôn ở vị trí đầu này. Cái chân này chân trượt thì mình không móc nhá, mình đâm sang chân mà mình ở đây này. Chân này không móc. Thì đấy, đây là mũi giảm này. Cho mọi người nhìn rõ. Ok. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc ở vị trí này nha. Ok, mình đang có một mũi giảm ban đầu rồi đúng không? Tiếp tục. Chân này đã móc rồi này, chân bên cạnh này. 2 này. Tính cả mũi giảm thì đây là chân số 2 nhá. Chân số 3 này. Nó sẽ cong vào như này. Tiếp theo chân số 4. Tới đây thì mình sẽ thực hiện đổi màu len sang màu trắng kem. Và kẹp. Móc 4 mũi màu trắng. 2 3 và 4. Tới đây thì mình lại đổi sang màu vàng. Ok. Và sau khi đã được 8 mũi như thế này thì các bạn thực hiện móc cho mình như sau: 10 bính. Rồi mình sẽ trượt vào cái đầu này. Và tiếp tục móc cho mình 4 mũi kép đơn. 1 2 3 4. Thì tới chân số 4 thì mình lại đổi thành màu trắng. Và móc 4 mũi màu trắng. 1 2
3, 4. Tới đây lại đổi thành màu vàng. Tới đây tiếp tục móc lên cho mình 10 bính. Nếu mọi người muốn xích ngắn hơn thì mọi người móc ít bính, còn xích dài hơn thì móc thêm bính thôi. Nhưng mình nghĩ số 10 là vừa đẹp nhất. Sau đó mọi người móc tiếp 1, 2, 3, 4, rồi lại đổi màu trắng kem. Và mình lại có 4 ô màu trắng. Trong các cái phần thì cái phần này nó đang là phần khó nhất, tại vì mình đang phải chia ấy. Và lại đổi thành màu trắng, à màu vàng. Móc thêm 4 mũi màu vàng. 2, 3 và 4. Đổi thành màu trắng. Sau khi tới đây mình lại móc tiếp móc xích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và trượt. Sau đó mọi người móc tiếp cho mình 4 mũi. Rồi mình sẽ đổi thành màu vàng. Và mình lại móc tiếp 4 mũi. Tới đây thì mình sẽ lại đổi thành màu trắng. Và lại móc tiếp 10 bính. Và trượt. Tiếp tục 4, và đổi thành màu vàng. Và mình có 1 này, 2 này, 3 mũi. Mũi cuối cùng là mũi số 4 thì mình sẽ giảm nhá. Ở đây giảm này. Tới đây đổi thành màu trắng cho mình nhá. Như vậy là mình đã được xong. Xin lỗi mọi người một chút. Mình chạm vào cái này. Thì mình đã được xong phía này. Bây giờ sẽ là phần góc của cái này nha. Tới đây thì cũng rất là đơn giản thôi. Mình cũng móc 4 mũi màu trắng. Cái túi tí nữa sẽ cong lên mà. 2. Cho nên bây giờ đang hơi bị gập một chút. Tí nữa cái phần góc này nó sẽ rất là tròn và đẹp. 3 và 4. Thì tới đây mọi người đổi thành màu vàng nha. Và móc lên 10 bính. Và trượt. Và mình sẽ lại có 4 mũi màu vàng. Tới đây đổi thành màu trắng giúp mình. Và như vậy mình đã xong ở cái góc bên này. Tiếp theo phía này thì mình sẽ làm như sau. Chân này mình sẽ móc mũi giảm nhé. Là chân số 1. Ok, mình có 3 mũi nữa. 1 mũi, 2 mũi và mũi số 3. Thì mình sẽ đổi.
tính cả cái mũi giảm thì nó sẽ là mũi 4 rồi đó nha mọi người. 4 màu trắng rồi đây này. Ok. Và bây giờ mình lại có 4 màu vàng. Tới đây, kéo lên màu trắng. Móc lên 10 bính nhé. Riêng mắt xích thì mình cứ móc lên 10 bính và trượt lúc nào cũng vậy. Xong rồi mình lại đổi thành màu trắng và móc tiếp 4 mũi. Cứ mỗi một họa tiết ô vuông của mình thì sẽ gồm 4 mũi nha. Mọi người cứ nhớ là sau 4 mũi thì mình sẽ đổi màu len là được. Như của mình sẽ là cứ hai hàng họa tiết thì mình sẽ có một cái mắt xích như thế này. Tiếp tục. 4 vàng. 4 vàng rồi thì lại đổi sang trắng. Và lại có 10 trắng. Rồi mình sẽ trượt. Và tới đây mọi người sẽ 4 trắng. Chân số 4 thì mình lại đổi màu. Nhưng mà với cái giữa này thì mọi người nhớ là mình móc 3 ô nhá. Vàng, xong lại trắng, rồi mới bắt đầu móc mắc xích nha. Thì mình sẽ móc thêm được 8 mũi, 4 vàng và 4 trắng nữa nhá. Rồi như vậy là mình đã được 3 cái ô kazo như thế này. Riêng ở đoạn giữa, tức là mình có 11 ô nhá, thì mọi người lưu ý này. 2, 4 này, 6, 8 đúng không? Thì riêng đoạn giữa thì mình sẽ cách nhau 3 ô. Thì đây là hai hàng xích, đây là hai hàng xích, còn cái hàng này thì mình không có nối với nhau, cho nên là mình để ở giữa nó to nhất. Đó, thì bây giờ mình mới thực hiện móc 10 bính này. Và mình sẽ trượt. Rồi mình sẽ móc 10 vàng. Chạy 10 vàng nhỉ? Quên. Mình cứ nói xong nhiều khi mình không nhớ là mình vừa nói gì. Bây giờ móc tiếp 4 mũi kép đơn màu trắng. Sau đó đổi màu vàng. Và mình lại có một dây xích màu vàng. 6, 7, 8, 9, 10. Và trượt. Rồi mình lại có 4 mũi màu vàng. Tới đây đổi thành màu trắng. Và mọi người lại có 4 mũi màu trắng. Sau khi xong 3 chân đã, thì chân số 4 thì mình sẽ giảm nhé. Và tới đây đổi thành màu vàng. Và mọi người móc tiếp cho mình được 4 mũi màu vàng. Tới đây thì đổi thành màu trắng. Và mọi người lại có một dây bính xích. Trượt. Và kết thúc có 4 mũi kép đơn màu trắng. Gặp lại mọi người ở cuối nhé. Sau khi xong 4 màu trắng thì mình sẽ đổi thành màu vàng nha mọi người. Hàng tiếp theo thì màu nào vẫn móc màu đấy, cho nên là mình sẽ không cần đổi màu len. Mình trượt vào chân này và móc lên một bính. Cho mọi người xem phần đáy của túi. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích lại nha. Mọi người sẽ thấy là ở đây có 11 ô vuông. Thì trong đó cứ 2, 4 ô, 6, 8 ô là mình sẽ có hai hàng xích ở đây để buộc nơ. Thế còn 3 cái ô này thì làm ở giữa.
Tương tự ở giữa này thì mình sẽ có 8 hàng thì mình sẽ có 4 ô. 4 ô phía trên, 4 ô phía dưới và cái mắt xích ở giữa. Thì mọi người thấy nó sẽ cân đối nhất. Và bây giờ mình sẽ thực hiện hàng chả mũi. Thì với hàng chả mũi như sau, mình sẽ chỉ cần móc một màu thôi nhá. Bây giờ mọi người móc xoay ngược lại và đang ở trong mặt trái nha. Đây là đang mặt phải này. Bây giờ xoay ngược lại này. Bây giờ nó sẽ là mặt trái của sản phẩm nha. Chân mũi đầu tiên này mọi người không móc nhé. Chân mũi này bỏ qua nha. Chân mũi này nó là chân mũi trượt thì mình không có móc. Mình đâm sang chân này. Đây là chân mũi đầu tiên này. Các bạn đặt dây vàng ra. Móc cho mình một mũi đơn. Chân mũi đơn số 2. Chân mũi đơn số 3. Và chân mũi đơn số 4 nó nằm ở cái góc trong này. Thì tới đây mọi người đổi cho mình thành màu vàng. Và chân màu trắng vắt vào trong. Tới đây mọi người sẽ thấy sang chân đầu tiên ở đây. Một, hai, ba và bốn. Thì được bốn chân thì mình lại đổi màu nhé. Cứ được bốn mũi thì đổi màu. Và mình lại kẹp vào trong. Vì đây nó là mặt trái cho nên là mình sẽ phải kẹp len ở phía trước mặt của mình. Tức là cứ ở mặt trái là ở đâu thì mình sẽ kẹp len ở mặt đó. Mình cho mọi người xem mặt trước. Mặt trước sản phẩm đây. Nó sẽ có một hàng mũi đơn ngược như thế này. Đó. Tiếp tục. Xin lỗi, mũi đơn. Mũi đơn màu vàng. Ở dưới là màu vàng thì ở trên cũng là màu vàng. Có 4 mũi. Mình gọi đây là hàng trả lại mũi. Mũi số 4 rồi thì móc, đổi. Tại cái chỗ xích này nó sẽ hơi khó nhìn nha. Bây giờ mình đâm thẳng sang chân bên này. Kẹp ngang này, đâm thẳng sang cái đầu chân số 1 ở đây. Chỉ có cái hàng này là mình sẽ làm rất là kỹ thôi. Để cho mọi người nhìn rõ. Đây nhá, tại góc này nhá, là chân số 4 này. Sau đó, bây giờ tại cái này thì mọi người nhớ là vắt cái mắt xích ra ngoài. Cái dây này mình cho vào trong nhá. Đó. Dây thì phải nằm ở phía trong. Tại vì mắt xích thì nó nằm ở ngoài chân. Hàng trả lại thì mình sẽ chỉ móc mũi đơn thôi. Đây nó đang ở giữa cho nên nó sẽ có tận 3 cái ô vuông. Mình hướng dẫn mọi người nốt cái góc này. Cứ nhớ là 4 ô nọ, 4 ô kia. Đây, tới đây nhá, nhìn này. Đổi thành màu vàng này. Và cái dây bính này thì mình kéo ra phía sau. Và mình đâm thẳng sang chân bên này. Đây là cái chân này này. Thì cho mọi người xem mặt trước nha. Mặt trước của sản phẩm đây. Nó rất là xinh luôn. Ok, và mình móc như vậy cho tới chân đầu tiên tại vị trí này. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp. Cứ nhớ là có 4 ô màu vàng thì 4 ô màu trắng. Cái đầu tiên thì là cái quyết định.
Cái đầu tiên là cái quyết định, trắng hay là vàng thì là cái quyết định. Còn những cái sau thì cứ theo sau cái màu đầu tiên thôi. Vàng thì cái sau sẽ là trắng, xong rồi trắng thì cái sau nó lại là vàng. Cứ 4 ô như vậy nha mọi người. Ok, như vậy là mình đã móc xong toàn bộ mũi đơn. Thì mọi người sẽ thấy đây là một hàng mũi đơn trả lại là hàng mũi đơn ngược đây này. Và ở đây mình đã móc được 3 mũi đơn màu vàng. Tiếp theo mọi người sẽ móc mũi đơn cuối cùng màu vàng. Và mọi người nhớ là dù bây giờ nó có đang là màu gì thì mình cũng sẽ đổi sang cái màu còn lại nha mọi người. Nhớ là đổi màu sang màu còn lại. Và mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên ở vị trí này. Sau đó móc lên 2 bính. Và mình lại xoay lại mặt phải. Thì đây sẽ là mặt phải của các bạn. Với bắt đầu phần thân thì cái họa tiết caro của mình sẽ gồm 2 hàng. Một hàng sẽ là hàng mũi kép đơn và một hàng sẽ là hàng mũi đơn trả lại. Như vậy là mọi người đang được hàng số 3 của phần thân. Hàng đầu tiên là cái hàng mà toàn bộ màu vàng này này, mọi người thấy không? Còn hàng này bắt đầu là hàng mũi mắc xích này. Hàng này là hàng mũi trả lại này. Thì bây giờ mình cứ lặp đi lặp lại hàng 2 và hàng 3 thôi. Hàng 1 thì mình không có tính nhá. 2, 3, 2, 3. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại như sau. Bây giờ sẽ là cái ô vuông nhá. Thì trước hết nó là màu trắng nhá. Thì vàng thì bây giờ sẽ phải là trắng. Còn nếu như mọi người đang trắng thì nó sẽ là vàng. Tóm lại là ngược lại nhau. Chân đầu tiên này nhớ là không móc nha. Chân đầu tiên là chân trượt. Mình móc sang cái chân này. Nhớ nhìn 4 cái chân màu vàng này. 1 2 3 và 4. Tại chân số 4 thì mình sẽ đổi thành màu vàng. Kéo lên. Và tới đây lại có 4 mũi màu vàng. Tới đây đổi thành màu trắng. Cái chân này là mình bị lỗi này mọi người. Xin lỗi mọi người. Mình đổi sớm quá. Bây giờ mình mới thấy nó cứ có vẻ sai sai. Không biết là lúc nãy giờ mình có bị làm sai không. Đến cái chân cuối cùng mình mới đổi nhá. Mình cứ hình như là bị nhầm hay sao. Nhiều khi quen tay ý mọi người. Đổi sớm quá. Đây bây giờ mới đổi này. Cái vòng cuối cùng thì mới đổi. Thì tới đây nó chính là phần thân của túi nhá. Thì mọi người sẽ để ý này. Cứ hai ô thì móc mắt xích đúng không? Dù nó có là màu nào thì mọi người cứ nhớ là cứ 4 ô thì mình sẽ đến ô số 4 mình sẽ đổi màu sang cái màu còn lại. Mình không cần quan tâm là màu gì, sang cái màu còn lại. Và đến ô số 2 là mình móc mắt xích, xong rồi 2 ô rồi lại mắt xích, 3 ô rồi lại mắt xích, 2 ô rồi lại mắt xích, rồi lại 2 ô thì là hết cái phần mặt trước. Đó, thì mình không cần nhắc nữa. Thì bây giờ mình móc mắt xích. Mình đã chỉ cho mọi người rất là kỹ luôn á. Sau đó bên cạnh sẽ thực hiện 4 ô. Rồi đổi. Và đến đây mình sẽ móc mắt xích nha mọi người. Khi đã được mắt xích thì mình sẽ tiếp tục. Ở giữa này thì mình sẽ có 3 ô họa tiết luôn.
Xong rồi tới đây sau khi kết thúc màu trắng thì mình sẽ đổi sang màu vàng. Đổi vàng này. Xong rồi sẽ móc mắt xích. Xong mắt xích rồi thì mình sẽ lại tiếp tục có 8 ô. 4 vàng, 4 trắng. Xong rồi tới đây mình lại móc mắt xích nha. Mình móc tới đây. Khi móc xong tới đây thì mình sẽ lại có 4 ô này. Bốn ô màu trắng, bốn ô màu vàng, rồi lại một cái mắt xích. Được cái mắt xích ở cái vị trí hông thì mình lại tiếp tục có bốn ô màu trắng. Mọi người sẽ để ý thấy là cái phần mắt xích các màu trên và dưới nó sẽ khác nhau. Như vậy là mình cũng sẽ tạo được một cái họa tiết rất là đặc biệt. Cái này thì trong quá trình mình làm thì mình nghĩ ra ý tưởng bất kỳ thôi. Tới đây mình lại có 4 ô màu vàng. Và lại 4 ô màu trắng. Rồi lại một cái mắt xích. Rồi tới đây sau khi xong mắt xích thì mình lại có 4 vàng, 4 trắng. Cái này mình vô tình tạo ra được một cái màu sắc cũng rất là hài hòa và đẹp. Nó cứ so le nhau ấy. Đến đây thì đổi màu vàng. Rồi lại móc một cái xích. Ok, xong. Mình lại có 4 vàng. 4 vàng, 4 trắng, 4 vàng và lại một cái mắt xích màu trắng. Khi được một cái dây xích màu trắng như thế này thì mình lại có 4 trắng. Bốn trắng, 4 vàng và một dây xích màu trắng tiếp tục. Rồi tới đây, mình lại có 4 trắng, 4 vàng. Bốn vàng và lại 4 trắng. Rồi mình lại có một mắt xích màu vàng. Sau khi xong mắt xích màu vàng này thì mọi người sẽ được 4 vàng. Và như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người trả hàng mũi nha. Thì mọi người lưu ý là kết thúc là màu gì thì mình sẽ vẫn giữ nguyên màu đó, mình không có đổi, nhớ câu đó. Còn với hàng kép thì mình mới đổi màu, còn hàng trả mũi thì mình không đổi màu nhá. Thì bây giờ mình sẽ trượt vào chân đầu tiên này. Và móc lên một bính này. Và nhớ là phải xoay ngược lại. Thì mọi người thấy đúng chưa? Với cái hàng này vừa rồi mình móc màu vàng thì bây giờ mình vẫn trả đúng cái màu vàng. Ok chứ? Thì bây giờ mình lại kẹp len sang đây. Và nhớ là chân đầu tiên này là chân trượt thì mình không móc, mình đâm sang chân bên này. Mình có 4 màu vàng. Nó giống cái hàng số 3 á mọi người. Thì mọi người sẽ nhớ là mỗi một họa tiết ô vuông sẽ gồm một hàng kép đơn vừa rồi mọi người móc. Và thêm một hàng mũi đơn mà mọi người đang thực hiện đây này. Bao giờ mình cũng phải thực hiện trả mũi. Rồi tới đây có cái mắt xích đúng không? Vướng thì mình cho cái mắt xích ra ngoài. Hai cái cọng dây này nhớ là cho vào trong. Thì bây giờ tiếp tục sang màu trắng đúng không? Thì màu vàng mình kẹp. Thì mọi người sẽ thấy là cái dây này nó sẽ được nằm ở phía ngoài này. Thì nó sẽ đẹp như thế này. Đó, nhớ cái vị trí.
Và bây giờ mình cứ móc như bình thường thôi. Màu gì thì mình móc nguyên màu đó. Toàn bộ đều là mũi đơn thôi. Nó rất là đơn giản. Chỉ có điều là cái đoạn đổi màu thì mọi người cần phải nhớ. Cứ 4 mũi thì đổi màu một lần. Trên màu gì dưới màu đó. À dưới màu gì thì trên móc màu đó. Bây giờ lại sang trắng. Mình móc để cho mọi người xem ở cái góc này thì mình móc như nào. Thêm một lần nữa nha. Hàng này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở cái chân góc này thì mình không có nói này. Nhưng mà ở cái chỗ này này, đúng không? Thì mọi người sẽ vướng này. Thì nhớ là cái cọng này vứt ra ngoài. Đó, thì bây giờ nó đang là màu vàng thì lấy màu vàng này và màu trắng kẹp tại chân này. Đó, rất là dễ thôi. Toàn bộ mũi đơn nhá. Chỉ có điều nhớ là nhớ cái động tác đổi màu nhá, là được. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại và hướng dẫn mọi người ở cuối nha. Thì sau cái hàng này thì mọi người sẽ lặp đi lặp lại thôi, nó không khó khăn gì cả. Phần nào khó nhất thì nó đã qua rồi. Đây mọi người thấy không? Rất là đơn giản. Ở đây thì mình đã móc hết vòng quanh xung quanh. Thì mọi người sẽ thấy là màu nào thì đi với màu đó nha. Đơn và kép đơn này thì sẽ được một màu họa tiết. Và đây là mình đã xong hàng cuối cùng. Thì đây là cái ô cuối cùng nhá. Mình đã được 3 thì cái chân số 4 sẽ nằm ở đây này mọi người. Và nhớ này, khi mà ở hàng này chuyển sang hàng mũi kép đơn, hàng họa tiết nó xích, thì nhớ là phải đổi màu. Sau đó mọi người trượt vào chân đầu tiên ở đây và móc lên 2 bính. Rồi bây giờ mọi người xoay sang mặt phải thì mọi người sẽ thấy là, xin lỗi các bạn, mình phải đẩy cái màu trắng này vào đã. Đẩy cái màu trắng này vào đây đã, rồi mình mới trượt được. Không thì cái tự nhiên có một cái sợi màu trắng nó tòi ra ngoài. Kéo cái sợi màu trắng vào trong lại nhá. Nhầm. Đây chân này. 1, 2. Và xoay ngược lại. Đó. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem và chỉ cho mọi người cái quy luật của chiếc túi này nha. Rồi bây giờ có những điểm sau mọi người cần lưu ý. Mỗi một cái họa tiết của mình nhá, mỗi một chiều cao của một ô vuông thì nó sẽ gồm 2 hàng. Hàng số 1 thì nó sẽ gồm mũi kép đơn. Hàng số 2 nó sẽ xoay ngược lại và gồm có một mũi đơn. Và cứ 4 ô, 4 cái mũi như thế này thì mình sẽ được một ô vuông. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Mọi người cần nhớ cái này để quy tắc để mọi người làm nha. Cứ 4 ô thì sẽ đổi màu một lần. Không cần biết nó đang là màu gì, không cần biết là trắng hay vàng hay là màu gì. Mọi người cứ nhớ là cứ đếm 1, 2, 3, 4 thì ô tiếp theo mình sẽ lại đổi sang cái màu còn lại. Còn lại nha mọi người. Và mọi người sẽ lưu ý này. Đây sẽ là cái hàng số 1 này, là hàng móc viền màu vàng. Hàng số 2 là hàng bắt đầu móc xích đầu tiên. Hàng số 3 là hàng mũi đơn. Thì mọi người sẽ thấy là cứ một cái ô vuông chiều cao của nó thì sẽ gồm một hàng kép đơn và một hàng đơn. Cho nên mọi người cứ nhớ cái quy tắc của mình. Khi mà mọi người móc hàng kép đơn thì ở cuối mình sẽ không đổi màu. Còn khi mà mọi người móc cái hàng mũi đơn thì vừa rồi có phải là ở cuối mình vừa đổi màu thành màu vàng đúng không? Thì bây giờ đến màu vàng thì có phải sang đây thì nó sẽ là trắng thì trên nó phải là vàng không? Đó, mọi người sẽ thấy đây sẽ là một hàng ô vuông mới, thì bây giờ sẽ là hàng ô vuông số 3. 6 hàng thì sẽ được 3 ô vuông, mọi người cứ hình dung như vậy. Thì mọi người nhớ là sau khi kết thúc hàng D để chuyển sang hàng C này thì mình sẽ không đổi màu. Còn hàng số 2 là cái hàng mũi đơn như vừa rồi mình móc ấy thì ở cuối mình phải đổi màu. Thì nó mới sang được lại bắt đầu lại 1 xong rồi lại 2 mà. Mọi người hiểu không? Đó, còn ở đây mình không đổi màu để cho cái hàng 2 nó giống hàng 1. Đó thì đấy là về cái quy tắc nha. Thì bây giờ mình đang có 1 2 3 4 5 hàng rồi. Tiếp theo là hàng 6 và hàng 7. Thì hàng 6 hàng 7 thì lặp lại cái hàng 1. À hàng 2, lặp lại hàng 2. Cái màu giống hàng 2 thôi nhưng mà công thức thì nó giống nhau.
thì mình chỉ cho mọi người cái cách để làm nha, lặp lại là như nào. Thật ra là bây giờ mọi người nào mà tinh ý mọi người có thể hiểu được ngay luôn á. Mọi người nhìn này, 1, 2, 3, 4, chân này mình không có móc nhá, mình móc sang đây, 4. Chỉ có điều là nó sẽ bị sai cái màu thôi. Đó, nhớ lại 4 ô thì không cần biết đăng màu gì cũng đổi sang cái màu còn lại. Cái hàng này mình sẽ lặp lại cái hàng số 1, 2, 3, hàng số 4. Hàng số 4 nha mọi người. Tuy nhiên là cái màu nó sẽ khác, nhưng mà cái cách làm nó giống nhau. Thì mọi người nhớ này, đầu tiên mình sẽ có 4 ô này, xong rồi đến đây, rồi mình sẽ có một cái mắt xích. Mắt xích tiếp theo sẽ là màu vàng nha. Nó cứ so le nhau, vàng trắng, đó, cứ so le nhau. Thì mình sẽ móc hai cột này thì có một xích này, hai cột này một xích, ba cột một xích, hai cột một xích. Rồi lại ba ô này thì lại có một xích ở giữa. Rồi lại ba ô. Rồi lại xích, hai xích, ba xích, hai xích và ba xích và một là đến đây. Rồi lại xoay sang mặt trái thì mọi người sẽ được hàng mũi đơn. Đó, thì móc xung quanh. Thì như vậy là mọi người được ô vuông số 3. Và như vậy là mọi người sẽ xong. Còn nếu như mọi người nào chưa hiểu thì mọi người có thể quay lại cái hàng này, cái hàng mà mình móc mắt xích này này, để cho mọi người xem rõ là cái hàng dưới, cái hàng mũi đơn vừa rồi này, nó giống nhau, tuy nhiên là cái màu thì nó sẽ hơi khác thôi. Tại vì ở đây thì nó là màu trắng, thì của mình bây giờ nó sẽ là màu vàng. Nhưng mà màu thì mình cứ nhớ là màu nào thì không quan trọng, mình quan trọng là cái họa tiết. Đó nha mọi người. Thì mình sẽ không lặp lại nữa, tại vì video nó sẽ hơi dài. Thì mình sẽ lặp lại cho tới khi mình được những số xích như sau. Mình sẽ lặp lại khi mà mình được 8 cái xích, 8 cái xích như thế này nha mọi người. Hoặc là như cái chiều cao mọi người mong muốn, bao nhiêu thì tùy mọi người. Và mình sẽ làm được 8 cái xích như vậy. Và 8 xích, tức là 8 xích thì sẽ gồm 8 x 2 là 16 hàng, cộng thêm một cái hàng mũi đơn ban đầu này mình không có tính nữa đi, là 17 hàng nha mọi người. Hàng này thì coi như mình không tính đi, thì là 16. Thì tính như đây là 1, thì 1, 2, 3, 4, thì mình sẽ 8 xích. Hoặc là tùy vào cái sở thích của mọi người. Thì bây giờ mình sẽ móc nốt và gặp lại mọi người sau khi đã được một cái phần thân rất là dài như thế này nha. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người giảm hai bên để tạo ra phần quai nữa là xong. Ở đây thì mình đã hoàn thành xong phần thân của túi. Thì mọi người sẽ quan sát mình có 2, 4, 6, 8, 8 cái xích nha mọi người. Thì nó sẽ đổi màu liên tục như thế này. Tương tự như vậy cả ở các mặt. Thì bây giờ đến đây mình sẽ thực hiện giảm mũi nha mọi người. Thì như mình đã nói thì tổng cộng 8 mũi xích thì mình sẽ có 16 hàng, cộng thêm một hàng viền màu vàng ban đầu như thế này thì là 17 hàng. Ok nhé mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm phần xích. Thì phần xích, à quên, làm phần giảm mũi cho cái phần quai túi. Thì phần quai túi mình sẽ bắt đầu bỏ qua các cái chân mũi ở giữa nha mọi người. Thì ở đây chân mũi ở giữa của mình sẽ có 2, 4, 6, 8, 10 và 12 chân mũi. Thì chân mũi đầu tiên của mọi người sẽ bắt đầu từ chân mũi màu vàng này. Đây, 2, 4, 6, 8 này, 10, 12 này. Và chân mũi tiếp theo mình bắt đầu là ở bên này. Mình sẽ bỏ qua phía giữa và bắt đầu từ ô này. Đây, tương tự như vậy với mặt sau cũng như vậy nha. Mình sẽ bỏ qua một loạt 12 ô ở giữa. Nhưng mà tuy nhiên thì mình thấy nó sẽ hơi kiểu bị khó ấy, cho nên là mình sẽ thêm hai mũi bên này nữa. Ok nhé mọi người. Tức là mình sẽ chỉ bỏ qua 2, 4, 6, 8 thôi. Đây mọi người sang bắt đầu từ đây nhé. Chân này màu trắng. Thì bây giờ nó đang là màu trắng thì mình sẽ đổi thành màu vàng chứ đúng không? Đổi thành màu vàng. Móc lên hai bính. Sau đó mọi người móc đầu tiên cho mình một mũi giảm. Thì sau khi giảm thì tới đây là nó sẽ sang màu vàng. Thì màu vàng thì mình sẽ lại phải đổi sang màu trắng nha. Thì mình cũng đổi màu. Và bây giờ đến bắt đầu từ chân này. Chân này mình cũng sẽ thực hiện
giảm. Nhưng mà trước khi giảm thì mọi người sẽ có thêm một cái cách làm như sau. Lấy len đâm vào đây, giảm nhé. Cái xích này thì mình không móc, mình bỏ qua sang chân bên cạnh. Và mình sẽ kéo qua cả 3 dây này. Như vậy là mình đã đổi xong. Tiếp tục mọi người sẽ có một màu trắng và hai màu trắng. Sau khi đến đây thì mọi người lại đổi sang màu vàng. Và lại móc tiếp màu vàng. Các cái chân bên cạnh thì mình móc mũi kép đơn như bình thường. Mọi người lưu ý là mình sẽ chỉ giảm ở hai chân phía đầu thôi. Tức là bốn chân giảm thành hai đó. Nhưng mà tuy nhiên đến đoạn nào mà cần phải đổi màu len họa tiết caro thì mọi người vẫn phải nhớ nhé. Đến đây mình sẽ đổi thành màu trắng và móc mắt xích. Ok, đến đây. Sau khi xong xích thì mình lại móc tiếp như bình thường. Cứ được 4 ô thì mình lại đổi màu. Và mọi người móc 4 ô tiếp theo vàng, 4 ô tiếp theo trắng. Và đến đây móc một mắt xích nữa nha. Sau khi mà mình đã móc xong mắt xích ở cái phía hông này thì mình xoay sang bên này và lại móc tiếp như bình thường. Cho tới khi mọi người móc được tiếp đến cái mắt xích này nha mọi người. Sau khi mình đã móc xong mắt xích thì đến vị trí này mình sẽ móc tiếp và sau đó mình hướng dẫn mọi người giảm mũi nha. Mình cứ móc hết một cái ô này 4 mũi đã. Tiếp tục móc 2 mũi nha mọi người. Và đến đây thì mình sẽ thực hiện giảm mũi ở chân này. Đến đây đổi màu sang màu trắng. Và mọi người sẽ có một mũi giảm ở đầu này nữa, là 2 mũi giảm. Móc lên một bính. Như vậy là mọi người sẽ được cái phần này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chốt xích nha. Thì mọi người sẽ luồn xích. Và bây giờ mình sẽ thực hiện chốt xích. Các bạn xoay ngược lại. Với hàng này sẽ là hàng trả mũi. Thì với hàng trả mũi thì mình vẫn móc mũi đơn tương ứng như bình thường thôi. Mình không có giảm gì cả. Thì đây là cái mắt xích cuối cùng màu vàng này. Đây là cái chân màu trắng của mọi người. Thì mọi người móc vào vị trí này nhá. Và đưa cái mắt xích cuối cùng đó qua kim móc luôn. Và mọi người sẽ chốt. Tuy nhiên tiếp theo thì nó sang màu vàng cho nên là mình sẽ đổi màu len luôn. Ok. Như vậy là hoàn thành xong. Sau đó mọi người sẽ lại có một mũi màu vàng, hai màu vàng và ba màu vàng. Thì tiếp theo sang bốn màu trắng đúng không? Thì cái dây này mình rút cho chặt một chút cho đỡ bị lộ. Và bây giờ mình lại trả mũi như bình thường. Móc các cái mũi đơn. Rồi lại đổi sang màu vàng. Cái hàng vừa rồi mình chốt là vì tiếp theo mình không có móc mắt xích nữa cho nên mình sẽ chốt luôn đó. Còn mấy cái hàng này thì mình vẫn còn móc mắt xích cho nên là mình không cần chốt vội. Hàng gần cuối cùng thì mình mới phải chốt nhé. Đó. Bây giờ mọi người móc tiếp tục, cứ đổi màu. Đến đây lại là trắng vàng, trắng vàng, trắng vàng. Cho tới vị trí này nha. Mình sẽ gặp lại mọi người ở cái đoạn đầu này nhé. Khi mà mình đã móc xong hết
mũi đơn cho tới chân 3, chân 1 trắng và cái chân cuối cùng thì cho mọi người xem cái mặt phải. Đây, tới đây thì mình cũng sẽ thực hiện chốt xích. Tại vì ở đây thì tí nữa mình không có móc nữa, cho nên là mình sẽ chốt luôn nhé. Bây giờ mọi người sẽ đang là màu vàng và đâm vào chân đầu này và đâm luôn vào cái xích đó. Và mọi người móc lên, đổi sang màu trắng giúp mình. À, vẫn đang là màu vàng, xin lỗi mọi người. Móc lên một bính. Ok, như vậy là mình đã chốt xong được một cái rồi đó. Và mình sẽ tăng được hai hàng, một hàng là cái hàng giảm vừa rồi và cái hàng này. Ok, bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp tục giảm nha. Mình giảm, khi mà mình nói giảm thì mình sẽ chỉ giảm ở cái đoạn đầu thôi ấy. Thì bây giờ mọi người hình dung là mọi người sẽ còn móc lên cho mình một bính nữa nhé. Hai bính. Mọi người sẽ còn một cái đầu ở đây cộng với một cái chân này, đúng không? Thì tới đây mọi người móc luôn mũi màu vàng nhé. Mũi vàng hay là trắng thì nó dựa vào cái chân bên cạnh này này. Cái chân bên cạnh nó là màu trắng thì mình sẽ móc vào màu vàng. Thế còn nếu như chân này nó là màu vàng thì mọi người đổi thành màu trắng nhé, để cho nó cùng màu. Giảm mũi. Tương tự như vậy giảm với chân bên cạnh. Và đến đây mọi người đổi thành màu trắng để kéo len qua. Như vậy là mọi người đã được hai cái mũi giảm ở góc này. Và bây giờ mọi người sẽ có bốn mũi màu trắng và một cái mắt xích ở đây. Và lại bốn mũi màu vàng, bốn mũi màu trắng, bốn mũi màu vàng và một mắt xích ở đây nhé. Ở đây thì mình đã móc xong được một xích và xích số 2 ở đây. Và mình lại xoay sang bên này. Và bây giờ mọi người lại có tiếp 4 mũi màu trắng. Bốn mũi màu trắng, bốn mũi màu vàng, bốn mũi màu trắng và lại một mắt xích ở đây. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người kết thúc mắt xích ở đây. Và thêm 4 mũi màu vàng nhá, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người giảm ở cái đoạn dưới này nha. Mình đã móc xong rồi này, và bây giờ các cái mũi ở cuối thì mọi người sẽ thực hiện giảm như sau. Tới đây mọi người sẽ móc 2 mũi giảm. 1 mũi giảm này. 1 mũi giảm là vào đầu cái chân màu vàng. Còn mũi giảm cuối cùng sẽ là ở cái chỗ đâm còn lại là vào chân mũi đơn ở đây. Và vẫn là màu trắng, kéo qua móc lên một bính. Rồi, tiếp theo thì mình lại trả mũi. Trả mũi nha mọi người. Thì mọi người lại quay ngược lại. Hàng này mình không có chốt gì nữa, tại vì vẫn từng đấy cái xích thôi. Cho nên là mọi người vẫn móc như vậy. Ở đây mình móc 2 mũi đơn. Đến đây mọi người đổi màu. Và lại móc màu vàng. Nhớ là hàng trả mũi thì mình không có giảm nha. Mình chỉ giảm cái hàng kép thôi. Đó, toàn bộ là móc mũi đơn. Từ vị trí này cho tới vị trí này. Thì mình sẽ gặp lại mọi người ở cái đầu này nha. Sau khi mà mình đã móc xong hết mũi tới vị trí đầu này thì mình sẽ còn một mũi đơn cuối cùng ở đây, và mọi người sẽ đổi thành màu trắng nhé. Móc lên hai bính và mọi người sẽ xoay ngược lại.
phải. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ở mặt phải này nha. Đầu tiên mọi người sẽ có một chân màu, xin lỗi mọi người, mình đổi sang màu vàng nhé. Mình đổi sang màu vàng đi. Và móc lên hai bính. Đó. Mình dùng luôn màu vàng. Giảm luôn nhé. Một này. Tiếp tục một mũi nữa. Và tiếp tục một mũi cuối cùng. Đáng ra cái mũi đấy màu trắng, nhưng mà thôi mình làm màu vàng cũng được. Xin lỗi mọi người, không giảm. Móc như bình thường chứ. Đến đây mình đổi màu này. Nói chung là cái ở góc đấy nó chỉ có một mũi, thì tùy vào các bạn. Các bạn thích kiểu gì thì mình sẽ theo kiểu đó nhá. Đến đây mình lại móc xích. Và mình lại móc trắng. Và đến đây mọi người sẽ có trắng, vàng, trắng. Rồi lại một mắt xích. Rồi lại vàng, trắng, vàng. Rồi lại một mắt xích. Thì mọi người sẽ móc tới vị trí này. Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người cái đoạn giảm ở phía bên còn lại nha. Đã móc xong sang bên còn lại. Ở đây mình đã có một cái xích. Và mọi người móc thêm cho mình một kép này. Và hai kép. Tới đây mọi người sẽ giảm. Hai mũi giảm. Đáng là cái này mọi người có thể thay sang màu vàng, nhưng mà thôi mình không thay nữa. Ok. Tiếp theo nó vẫn phải là màu trắng nha. Móc lên một bính. Xong rồi mọi người xoay ngược lại. Và đến đây mọi người sẽ móc toàn bộ đều là mũi đơn. Cái chân đầu tiên này cũng thế. Một đơn. Hai. Ba. Bốn đơn. Thì chân cuối cùng này mình phải đổi thành màu vàng. Xin lỗi các bạn. Và móc sang bên này. 4 vàng. Nói chung hàng này là hàng trả lại mũi. Mọi người móc toàn bộ mũi đơn thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Mọi người móc hết tới tận đầu này. Toàn là màu vàng nhá. Đây là trắng vàng, trắng vàng, trắng vàng. Tới vị trí này. Xong rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp cái hàng giảm mũi nha. Với hàng mũi đơn trả mũi thì mọi người không giảm gì cả, móc tương tự như vậy, tương ứng các chân mũi. Ok, mình đã móc mũi đơn cho tới tận chân cuối cùng. Và tới đây thì mọi người sẽ lại đổi sang màu trắng. Móc lên hai bính và xoay ngược lại. Rồi, bây giờ lại tiếp tục cùng mình giảm mũi nha. Mọi người vẫn sẽ có hai mũi giảm ở đầu. Một mũi giảm này. Và mũi giảm số 2. Thì sau khi kết thúc mũi giảm số 2, mình đổi thành màu vàng. Và mọi người sẽ móc cho mình một cái mắt xích. Sau khi mà mình đã được một cái mắt xích thì mình sẽ tiếp tục móc tương tự như vậy các cái mũi kép đơn không tăng không giảm ở giữa. Nhớ là đổi màu như bình thường. Và mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Ở đây mình sẽ có 4 vàng, 4 trắng, 4 vàng, một cái mắt xích ở đây. 4 trắng,
4 vàng, 4 trắng. Và mình sẽ gặp lại mọi người sau khi kết thúc 4 trắng nha mọi người. Ở đây mình đã móc xong 4 trắng và một cái mắt xích rồi này. Thì tới cuối này mọi người sẽ thực hiện giảm mũi tiếp. Một mũi giảm. Xin lỗi mọi người, giảm mũi nhá. Mình quên mất. Tới đây, rồi giảm. Một mũi và mũi số 2. Móc lên một bính. Và đến đây mọi người sẽ lại xoay ngược lại và móc hàng trả mũi cho mình. Trả mũi đơn nhé. Toàn bộ là mũi đơn. Vàng, trắng, trắng, vàng, trắng, vàng, trắng, vàng và trắng ở tận dưới đây nha mọi người. Hai mũi đơn cuối cùng là màu trắng nhé. Sau khi đã móc xong tới đây hai mũi đơn cuối cùng màu trắng thì mọi người vẫn giữ màu trắng nhé, không cần đổi màu, tại vì ở đây nó có một mũi thôi. Móc lên hai bính và xoay ngược lại. Thì tới đây mọi người sẽ có móc cho mình màu mũi giảm, một mũi và hai mũi. Tới đây cái mắt xích mình không có móc nữa nhé, mình bỏ đi. Hai mũi giảm như này. Tiếp tục mọi người lại có một. Bây giờ đổi thành màu vàng. Ok. Và mọi người lại có 4 mũi vàng, trắng, mắt xích, vàng, trắng. Sau khi xong cái mũi này thì mình sẽ đến đây nhá. Sau khi xong trắng thì cái đoạn này mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp nha. Mọi người dừng lại ở cuối để mình hướng dẫn giảm nhá. Mình đã hoàn thành xong đến cuối. Thì bây giờ tại đây mọi người móc tiếp 2 mũi vàng. Và tới đây mọi người sẽ có 2 mũi giảm. Giảm luôn màu vàng nhé. Móc lên một bính. Và tại đây mọi người sẽ chốt xích. Hàng tiếp theo mình sẽ chốt xích. Mọi người luồn xích lên nhé. Ok, mình đã luồn xích lên rồi. Và bây giờ mọi người sẽ xoay ngược lại. Chốt xích, đâm vào chân đầu tiên và đưa qua cả cái xích cuối cùng đó. Chốt luôn, móc một mũi đơn. Trên bên cạnh mũi đơn. Cái này để mình kẹp đã. Tới đây thì mình sẽ đổi thành màu trắng nha. Và mình móc như bình thường cho tới chân cuối. Thì mình lại chốt xích ở hàng kia. Thì mình sẽ chỉ cho mọi người xem nhé. Đây, đây là mặt trước của sản phẩm nha. Mình móc tiếp các cái mũi đơn xung quanh cho tới tận chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ gặp lại mọi người ở cái chân mũi cuối cùng này nha. Rồi bây giờ tại chân cuối cùng mình sẽ chốt nha. Chốt luôn. Xin lỗi mọi người, mọi người phải đổi thành màu vàng. Hai bính và xoay ngược lại. Ok. Chân đầu tiên chúng ta lại có một mũi giảm.
Xin lỗi mọi người, để mình xác định lại cái chân mũi xem nào. Chân mũi đầu tiên nó phải là nằm ở cái chỗ dây mình vừa móc. Tại đầu đây. Một mũi giảm ở đây. Và một mũi giảm ở đây. Thì sau khi đến mũi giảm này mọi người cũng nhớ đổi màu nhé. Rồi, cho mọi người nhìn nha. Đây là cái phần sau khi mình đã giảm xong là mình được hai cái hàng thì mình sẽ đan dây ở cái vị trí này. Còn cái vị trí này là vị trí hông. Thì bây giờ mình sẽ giảm đến tầm đây thì sẽ không giảm nữa để móc phần quai túi cho nó dài ra nhé. Thì bây giờ mình vẫn tiếp tục móc cho tới khi mà mọi người gặp được bốn chân mũi cuối cùng. Bốn vặn trắng, bốn vàng, mắt xích và bốn trắng, bốn vàng. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người giảm sau nha. Ở đây mình còn bốn chân mũi cuối cùng thì mình sẽ thực hiện giảm. Một bính và xoay ngược lại. Tiếp theo thì mọi người vẫn tiếp tục trả mũi đơn. Ở đây mọi người sẽ có hai đơn màu trắng. Sau đó lại có bốn đơn màu vàng. Rồi lại có bốn trắng, bốn vàng, bốn trắng và hai vàng ở đây. Khi được hai vàng thì mình vẫn móc lên hai bính và xoay tiếp ngược lại. Với hàng này thì đáng ra mọi người nên đổi màu trắng, tuy nhiên là thôi nó cũng chỉ còn có vài mũi thôi thì mình móc luôn màu vàng. Nó chỉ có mỗi mũi cuối cùng ấy thì mình không ấy nữa mà mình móc luôn. Một mũi giảm. Giảm tiếp. Sau đó mọi người móc tiếp hai màu vàng và đổi thành trắng. Tiếp tục lại trắng. Móc tới vị trí này. Vị trí này thì mọi người sẽ, mình sẽ hướng dẫn mọi người giảm ở mấy cái ô cuối nha. Móc đến cái ô này thôi nhá, là màu vàng. Ở đây mình đã móc xong này, xích mọi người vẫn móc bình thường nhá. Móc thêm một hai mũi màu trắng nữa. Và mọi người sẽ có giảm hai mũi trắng. Mũi cuối cùng ở đây. Cũng vậy. Giảm. Móc lên một bính. Và mình sẽ xoay ngược lại. Hàng này mình sẽ trả mũi. Ở đây mọi người sẽ có 4 mũi màu trắng. Bốn trắng, bốn vàng, bốn trắng và bốn vàng ở đây nhé. Rồi mọi người ơi, sau khi mình móc xong tới đây thì cái phần quai túi của mình nghĩ là nó đã hẹp vừa phải rồi. Cho nên là mình sẽ không thực hiện giảm mũi nữa mà mình sẽ móc như bình thường. Thì tới đây mọi người sẽ thấy là cái phần này của mình nó sẽ có hai ô caro và ở giữa sẽ là mắt xích. Một ô caro đây, hai ô và mắt xích và lại hai ô caro, tức là ở mỗi bên sẽ có hai ô caro. Thì mình cứ móc như bình thường. Mình không giảm mũi nữa nha. Mình móc bình thường là như thế nào. Thì ở đây màu vàng thì mình lại móc màu trắng. Nó giống phần thân thôi, mình không tăng không giảm. Một mũi này. Hai mũi. Ba mũi. Và bốn mũi. Thì đến mũi số 4 thì mình sẽ lại đổi màu len. Và mình lại móc tiếp màu vàng. Thì sau khi được 4 ô vàng lại một xích và lại 4 trắng và lại 4 vàng thì mình sẽ lại gặp lại mọi người ở cuối hàng này nha.
Thì ở đây mình đã móc xong rồi này. Đây là cái họa tiết của mình. Và cuối hàng mình lại móc lên một bính và lại xoay lại. Thì mình hàng này mình sẽ lại trả mũi thôi. Có 4 vàng, 4 trắng, 4 vàng và lại 4 trắng. Tức là 12 mũi. À đâu, 16 mũi. Nhớ là sau khi mà móc xong họa tiết là mình phải trả lại mũi. Mọi người móc tiếp tục thêm 8 mũi nữa và mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối. Nhớ là khi mà tới chân cuối cùng thì mọi người nhớ phải đổi màu len lên nhé. Móc lên 2 bính và xoay ngược lại. Đây thì mọi người thấy phần quai nó sẽ dài ra này. Bây giờ mình sẽ đếm cho mọi người mình đang được bao nhiêu mắt xích rồi nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 và 16 mắt xích rồi. Nếu mà mọi người muốn cái quai túi của mọi người nó dài bao nhiêu thì mình sẽ móc cái phần mắt xích dài lên bấy nhiêu, ví dụ nó cong lên như thế này, đeo chéo thì phải làm dài hơn. Còn nếu mà không thì mọi người phải nhớ là để mình chia đôi với cái bên còn lại nhá. Và mình sẽ căn để kẹp nách vừa phải. Thì cái túi này mình thấy kẹp nách là ok nhất. Thì bây giờ mình sẽ móc, mình nghĩ là sẽ khoảng thêm 8 hàng, tức là mình sẽ được 20 mắt xích mỗi bên. Thì mình nghĩ là nó sẽ kẹp nách vừa phải, tại vì cái túi trước đây mình thử thì nó cũng tầm 20 mắt xích. Thì có gì mình sẽ móc và update với mọi người nha mọi người. Rồi, mình móc cho tới khi được 20 xích nha. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 xích này. Thì bây giờ mình đã móc được cái hàng trả mũi đơn rồi. Thì bây giờ trước khi mà để kết thúc, mình sẽ thực hiện móc thêm một hàng nữa. Tuy nhiên mọi người lưu ý là hàng này chỉ là hàng caro, mình không móc xích nhá. Để tí nữa mình còn chốt cái phần xích. Thì đây, mình sẽ móc toàn bộ là caro. Đây mình để mình đến cái đoạn xích thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Đây là được 20 cái xích rồi. Thì mọi người vẫn còn thêm 2 hàng nữa. Đây. Đáng ra là tới cái vị trí này thì mình sẽ đổi màu len này. Đây mình đổi màu len nhá. Và mình móc lên xích đúng không? Nhưng mà ở đây mình không móc mà mình móc tiếp luôn. Đó, móc tiếp luôn như thế này. Tiếp tục. Và lại có 4 trắng. Một bính. Bây giờ mọi người móc tiếp cho mình ngược lại. Đây là hàng cuối cùng của phần quai nha. Ba, bốn, một. Đổi thành màu trắng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chốt xích. Các bạn chốt từ dưới này, chốt lên trên. Để mình chốt lại một lần nữa. Mọi người chốt lên đến tận chân 20 ở đây nhá. Đây mình đã thực hiện chốt xong cái phần quai túi này mọi người. Thì bây giờ tại cái vị trí này mình sẽ thực hiện móc mũi đơn nhá. Đâm vào chân đơn này. Nó đang là màu trắng đúng không? Một. Rồi ok. Móc sang bên cạnh. Nếu như mà mọi người muốn móc cái phần quai dài hơn thì mọi người cứ móc dài hơn như bình thường. Còn hai hàng cuối thì mọi người sẽ làm giống như mình đang móc. Đây là cách kết thúc hàng. Rồi, ok, và đến đây mình sẽ cắt len nhé. Cắt hai vây luôn.
cả vàng cả trắng. Và bây giờ sẽ cho mọi người xem phần quai túi. Đây đang là phần quai túi của mình. Đó, tiếp theo với bên còn lại thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái vị trí. Chân mũi cuối cùng của mình móc sẽ là như sau. Ở đây mọi người sẽ có bỏ qua 2 này, 4, 6 này, 8 này. Đây là chân mũi cuối cùng ở đây. Mình sẽ giảm vào hai vị trí này. Bốn chân này sẽ là chân giảm này. Tuy nhiên để cho nó móc dễ nhất thì mọi người sẽ xoay sang bên này nhá. Thì coi như cái này thì lại giống như cái bên vừa rồi. Tại vì bên vừa rồi mình cũng sẽ bắt đầu từ vị trí này mà, đúng không mọi người? Thì mình sẽ chỉ cho mọi người này. Đây là chân cuối cùng này. Thì đây mọi người có 2, 4, 6, 8 này. Đây là chân đầu tiên của mọi người. Móc tới tận chân mà mình đánh dấu. Thì bây giờ khi mà mọi người bắt đầu với phần bên số 2 thì mọi người xoay lại giống như mình. Đây, bắt đầu từ mặt này. Tại vì thật ra vốn dĩ mặt trái và mặt phải nó không có, hai mặt giống y xì nhau, cho nên là bây giờ bên trái thì lại thành bên phải, còn bên phải lại thành bên trái. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ vị trí này nha mọi người. Đó, thì bây giờ cái này nó là màu vàng, thì cái đầu tiên của mình sẽ lại phải là màu trắng, giống y xì như cái bên kia mình đã hướng dẫn luôn. Và mình sẽ giảm ở đây. Hai quai thì mình làm nó giống nhau. Đó, đến đây thì mình lại đổi. Rất là dễ thôi. Và cái phần viền mình cũng làm cho nó đủ 20 xích. Xin lỗi mọi người, đây vẫn tiếp tục giảm. Đó. Và móc cho tới khi được cái quai bên này. Thì nhiệm vụ cuối cùng sẽ là khâu hai cái quai với nhau là ok nhá. Và mọi người nhớ cái vị trí để mình chốt xích nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm nốt và gặp lại mọi người sau khi đã được hai phần quai nhá. Tới đây thì mình đã hoàn thành xong phía còn lại của chiếc túi rồi nha mọi người. Thì bên này của mình cũng có 20 xích và mình đã chốt xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối cái phần còn lại với nhau nha. Thì bây giờ mọi người sẽ lộn lại mặt trái. Để mình chập cái phần này với nhau. Chỗ này mình cắt đi nè. Một là mọi người có thể khâu, hai là mọi người có thể móc mũi đơn hoặc mũi trượt để chập vào giống mình. Tại vì nó có hai màu len khác nhau cho nên là mình nghĩ là mình sẽ móc mũi đi. Các bạn kéo qua. Móc lên một bính này. Và móc cho mình các cái mũi đơn. Như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 16 mũi đơn cho tới chân mũi cuối cùng. Ok, và móc lên một bính và cắt len đi. Bây giờ mọi người sẽ giấu tất cả những cái đoạn len thừa vào với nhau nhé. Rồi lộn lại mặt phải nha mọi người. Thì ở phần mặt phải thì cái chỗ này nó sẽ được thẳng ra và nó nối liền với nhau.
đây là cái túi của mình. Form của cái túi này rất là xinh cho nên mình rất là muốn giới thiệu với mọi người ấy. Ok. Rồi và bây giờ mình sẽ thực hiện cùng mọi người phần viền túi nha mọi người. Mọi người sẽ để ý là cái phần này này, nó sẽ hơi bị nham nhỏ cho nên là mình sẽ phải thực hiện viền. Thì cách viền rất là đơn giản thôi, mình móc xung quanh là mũi đơn. Các bạn đâm vào một cái vị trí bất kỳ nhá. Mọi người chọn một cái len nào mà mọi người còn nhiều màu hơn. Thì ở đây cái cuộn len màu vàng của mình nó sẽ còn chỗ này. Còn màu trắng của mình là nó còn rất là ít, nó hết rồi. Mọi người nhớ đây đang là mặt phải sản phẩm nhá. Móc xung quanh đều là mũi đơn. Cái vị trí móc mũi đơn nó cũng rất là bất kỳ thôi. Mình không có cái vị trí nào cụ thể cả. Mọi người cứ đo khoảng cách cho nó cảm giác đừng có bị xa quá là được. Thì khi mà mọi người viền xong thì cái vòng tròn này nó sẽ không bị nham nhở. Còn đây thì nó đang kiểu hình răng cưa ấy mọi người. Đó. Mình không có vị trí cụ thể đâu. Mọi người cứ làm để cho nó sát, viền tròn xung quanh luôn. Mọi người làm xung quanh đến vị trí này. Thì mình sẽ gặp lại mọi người ở vị trí này nha. Các bạn móc xong mũi đơn cuối cùng thì mình sẽ trượt vào đầu và cắt len đi. Cái đoạn này thì mình sẽ dùng kim để mình khâu dấu nó đi nhá. Như vậy thì cái phần viền của mình nó sẽ được đẹp hơn rồi này. Các bạn khâu dấu cái sợi len này đi. Khi mà khâu xong rồi thì mình sẽ cắt. Rồi. Thì đây sẽ là phần mặt trước của sản phẩm. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái phần viền rất là tròn. Và mọi người làm tương tự như vậy với bên còn lại nha. Làm tương tự như vậy với bên còn lại. Mọi người có thể làm bên còn lại màu trắng cũng được, hoặc cũng cái màu đó cũng không sao. Đó thì sẽ xong chiếc túi này rồi. Mọi người có thể cắt một đoạn vi băng và trang trí vào giữa này cũng rất là xinh này. Nói chung là tùy vào cái cách trang trí của các bạn nhé. Của mình thì mình sẽ buộc một cái nơ ở giữa. Ê, và như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc túi ô vuông kẹp nách như thế này. Hy vọng là mọi người sẽ có một sản phẩm thật là xinh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.